cha, nhớ mái hiên nhà, và đôi lúc còn mơ tiếng ru âu ơ nơi xa thèm lắm bữa cơm gia đình. Và như thế con đi để mà trở về. Gia đình, gia đình chắp cánh cho đời con luôn bình yên, hai tiếng thiêng liêng con mong về lắm. Gia đình sum họp những phút giây thân thiết, bên mẹ cha ấm áp nụ cười dạy con lớn khôn. Và con yêu, yêu, yêu gia đình, gia đình. Con yêu gia đình, gia đình. Con khó khăn, và mỗi bước con đi hãy tin mẹ cha luôn dõi nhìn theo, biết bao tự hào. Hãy mạnh mẽ lên con của cha mẹ. Gia đình, gia đình chắp cánh cho đời con luôn bình yên, hai tiếng thiêng liêng mong con về lắm. Gia đình sum họp những phút giây thân thiết, ta sẽ chia ấm áp nụ cười cùng con lớn khôn. Và con yêu, yêu, yêu gia đình, gia đình. Con yêu gia đình, gia đình. Sum họp những phút giây thân thiết, ta sẽ chia ấm áp nụ cười cùng nhau lớn khôn. Và con yêu, yêu, yêu gia đình, gia đình. Con yêu gia đình, gia đình. Con Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 2021. Chúng ta tiếp tục học tập đạo làm con, hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo. Cái đạo đức làm người của chúng ta gầy dựng từ ngay cái chữ hiếu. Một con người muốn thành tựu cái sự nghiệp trong cuộc đời của mình thì cái nguồn gốc là từ chữ hiếu mà để gầy dựng. Nên tất cả các cháu từ khi còn nhỏ, các con xem đi, từ đôi dép, bộ đồ, cuộc sống của mình đều nhờ ơn cha mẹ. Toàn là nhờ ơn cha mẹ không à. Bây giờ cha mẹ còn bên cạnh mình, gầy la dạy dỗ mình chút là mình không nghe lời, mình cãi lại. Con người như vậy làm sao gầy dựng được chữ hiếu, quên ơn bội nghĩa. Cái công cha mẹ sinh mình, nuôi dưỡng mình, cho mình ăn ngon mặc đẹp, bây giờ cha mẹ gầy la mình, mình cự cãi lại, con người này làm sao gầy dựng được chữ hiếu.
Nên muốn thành tựu trong cuộc đời này thì phải gầy dựng từ ngay chữ hiếu thì mới có thể được thành tựu. Nếu như con người mà không gầy dựng ngay chữ hiếu thì sau này lớn lên bất cứ một cương vị gì cũng hoàn toàn sai. Chúng ta coi lịch sử, tất cả những con người làm vua tốt, làm quan tốt, làm văn tốt bắt nguồn từ con người gầy dựng chữ hiếu mà ra. Ngày xưa người ta chọn một người làm quan là qua cái hành động về đạo đức bắt nguồn từ chữ hiếu. Người con này có hiếu thì nổi tiếng từ chòm sớm, rồi mở rộng ra toàn xã hội biết tới. Phụng dưỡng cha mẹ hết lòng, dù nghèo nàn nhưng cái tâm phụng dưỡng cha mẹ không nghèo. Lót từ ngay cái đạo đức làm người là ngay chữ hiếu thì con người này xã hội ai cũng kính trọng hết, ai cũng kính trọng hết. Thì con người này làm quan thì chắc chắn rằng có thể giúp ích cho nước nhà là bắt nguồn từ ngay chữ hiếu mà ra. Vì cái phước lớn nhất của con người ta là lót từ chỗ nào? Hiếu. Vì đây là cái nhân địa sống làm người. Con người mà hiếu với cha mẹ thì nhất định sẽ kính trọng thầy giáo, cô giáo. Con người mà không hiếu với cha mẹ là không bao giờ kính trọng thầy cô giáo. Phải nhớ. Từ nơi đó tất cả các cháu phải gầy dựng từ ngay chữ hiếu để làm người. Mình hiếu với cha mẹ mình sẽ hiếu với cha mẹ người khác. Mình thương anh em mình cũng bắt nguồn từ ngay chữ hiếu. Hòa thuận với anh em, giúp đỡ anh em của mình thì nhất định mình cũng hòa thuận với anh em người khác và giúp đỡ anh em người khác. Như vậy thì cái tâm lượng con người này mở rộng ra với tất cả mọi người. Vì mỗi người ai cũng cần được thương yêu và giúp đỡ, như bản thân mình cũng được cần thương yêu và giúp đỡ, cũng như mọi người. Như vậy thì mình đã cần được thương yêu và giúp đỡ, như vậy thì mình cũng đem tình thương yêu để đến với tất cả mọi người. Con người như vậy thì sẽ có đạo đức, nhất định sẽ làm nên sự nghiệp trong cuộc đời lớn lao. Phải nhớ. Nên cái câu những đức thường nói, tâm lượng lớn phước báo lớn. Nên con còn nhỏ gầy dựng con mình phát triển tâm lượng. Những đức thường nói rằng tập cho con mình bố thí cúng dường, tập cho con mình niệm niệm vì người, những gì tổn hại với mình thì đừng đem những việc đó cho người khác. Tập cho đứa con này khi còn nhỏ như vậy, dạy đứa con này lấy sự lợi ích của mọi người làm chính. Tập cho đứa con này không có cái tâm ích kỷ nhỏ mọn. Một đứa con từ khi còn nhỏ mà đối với anh chị em của nó mà nó còn hơn thua đấu đá, như vậy thì đứa con này lớn lên nhất định nó sẽ so đo tính toán từng chút đối với người thân. Một đứa như vậy thì không có phước. Con trong gia đình của mình phải dạy giữa anh chị em út phải biết chia sẻ nhường nhịn nhau. Từ khi còn nhỏ gầy dựng như vậy, lớn khôn biết giúp đỡ nhau, anh em chị em không hơn thua đấu đá. Cái gia đạo như vậy nó mới thịnh vượng. Còn gia đình này giàu sang, nhiều tiền của, nhiều danh tiếng, nhưng trong gia đình này anh chị em đều bất hòa, hơn thua, giành giật của cải, thì gia đạo này làm sao hưng thịnh đó quý vị. Cái gia đạo như vậy quý vị nhìn có giàu đi chăng nữa cũng là sắp sẽ suy tàn. Mà cái gia đạo như vậy thì người làm cha làm mẹ đau lòng lắm. Dù là gia đạo mình nghèo nhưng con cháu của mình biết thuận hòa, có kẻ trên người dưới rõ ràng của một tập thể,
của một gia đạo thì chắc chắn rằng cái gia đạo này mới thịnh vượng. Cái gia đạo mà đoàn kết nó mới thịnh vượng. Còn cái gia đạo mà nó tách rời ra thì là đang suy tàn. Thì từ một gia đạo quý vị cũng nhìn ra được một xã hội, một đất nước. Nếu xã hội đất nước mà đoàn kết, sống có kỷ luật rõ ràng, nhất định xã hội đất nước này sẽ thịnh vượng. Còn nếu như sống không có kỷ luật gì hết, tùy tiện muốn làm gì làm, thì chắc chắn rằng là suy tàn. Giống như bây giờ chùa mình là một đoàn thể, từ trên tới dưới nó thành một, nó hòa nhập để cùng sống, thì đoàn thể này hưng thịnh. Dù trong thời điểm dịch bệnh, nhưng mà cái đoàn thể này rất đoàn kết và an tâm nhau, nên cái cuộc sống trong cái đoàn thể này rất phong phú, rất là ổn định. Là do ngay chỗ nào? Do ngay chỗ đoàn kết. Nhìn từ một cái đoàn thể, một gia đình, quý vị cũng có thể nhìn nhận rộng ra một xã hội và một đất nước. Thí dụ như bây giờ một đất nước đó ít về tệ nạn, thì chúng ta nhìn được cái đất nước đó là ít về ly hôn. Một đất nước nào ly hôn nhiều thì đất nước đó sẽ là tệ nạn nhiều. Vì vợ chồng đến với nhau hạnh phúc thì mới dạy con được hạnh phúc. Còn nếu như vợ chồng không hạnh phúc thì làm sao dạy ra con hạnh phúc. Nên mỗi một gia đình là tế bào của đất nước. Nếu như mỗi một gia đình được dạy dỗ đàng hoàng, có đạo đức, vợ chồng tôn trọng nhau, thì mới kết hợp để dạy con này nên người. Nên mỗi một gia đình bắt nguồn từ cái đạo đức gầy dựng từ đôi vợ chồng. Mà đôi vợ chồng đã có đạo đức thì sẽ có sự tôn trọng và có sự tin tưởng lẫn nhau, thì gia đạo này mới sống được hạnh phúc. Còn nếu như trong gia đạo này mà thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, người lớn đã như vậy thì trẻ nhỏ làm sao dạy được, thì tức khắc cái gia đạo này càng ngày càng suy tàn. Nên những điều những đức chia sẻ đây á, có những người đủ duyên chúng ta cùng học tập. Quý vị nên nhìn nhận cái gia đình của mình, đừng luôn luôn trọng vào cái chỗ là giàu sang phú quý, đầy đủ của cải vật chất. Chưa ngon đó quý vị à. Có khi nhà đầy đủ của cải vật chất nhưng quý vị cũng không tìm ra được nụ cười hạnh phúc trong gia đình. Có những gia đình người ta thiếu tiền bạc vật chất nhưng gia đình người ta lại sống quán quýt bên nhau, có nụ cười, có hạnh phúc. Nên quý vị nhìn xã hội nhiều kiếp nạn xảy ra là từ đâu? Lòng người. Lòng người sai quấy, sát sanh hại vật, bất hiếu với cha mẹ, không nuôi dưỡng cha mẹ, bất hòa với anh chị em, giành giật của cải nhau. Lòng người ích kỷ nhỏ mọn, chỉ biết mình không biết người khác, mạnh hay yếu, đủ chuyện. Nên kiếp nạn mới xảy ra như vậy. Nếu như con người được tiếp nhận giáo dục thì tức khắc kiếp nạn này sẽ hóa giải thôi. Phải nhớ, nên kiếp nạn xảy ra là từ lòng người, cái nguồn gốc là ngay lòng người. Nên xem lại, từ nơi đó mà chúng ta tiếp nhận giáo dục, phải điều chỉnh ngay cái nguồn gốc chính, đó là lòng người. Nên có con còn nhỏ, giáo dục con nên người là chỗ mà cha mẹ để lại món tài sản lớn nhất cho con. Nhiều người làm cha làm mẹ bây giờ để lại của cải cho con, tiền bạc vật chất nhiều, đó là cha mẹ nghĩ rằng cha mẹ đã hết lòng đối với con. Sai rồi. Dạy con nên người, tiếp nhận đạo đức giáo dục, sống có ý nghĩa một đời, đây là món tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại cho con. Còn nếu như một món của cải về vật chất ở thế gian rất nhiều để lại, mà đứa con này sống không có đạo đức, chỉ biết mình không biết người khác, như vậy thì quý vị đang để mối họa lại cho con mình. Chính bản thân nó cũng không được tồn tại bao lâu. Con người phải có đạo đức thì mới thể tồn tại trong cuộc đời này. Con người mà không có đạo đức thì sống trong cuộc đời này sống vô nghĩa lắm. Nên người làm cha làm mẹ nên suy nghĩ, để sanh một đứa con và dạy dỗ một đứa con nên người. Việc này rất là quan trọng quý vị à. Phải nhớ, chính những đức ấy,
Từ khi gặp Phật Pháp tới bây giờ, những đứa mới thấy cuộc đời mình sống có được ý nghĩa một phần nào. Nếu như những đứa không gặp Phật Pháp thì cuộc đời những đứa sống cả đời này cũng sống vô nghĩa, mỗi ngày cũng ăn nhậu bê tha, xỉn say, bừa bãi, bậy bạ, đủ chuyện, làm nhiều điều sai quấy, sống những ngày tháng vô nghĩa, nhậu xỉn vô một cái, gặp già cả, bé lớn gì cũng muốn chọc ghẹo, gặp vợ người ta cũng muốn chọc ghẹo. Quý vị thấy cuộc đời con người sống như vậy, sống vô nghĩa không? Rất là may gặp được Phật Pháp nên sống được có ý nghĩa một phần nào trong cuộc đời này. Nên lời người xưa dạy vô cùng là xác thực. Món tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại cho con đó là gì? Một nền đạo đức giáo dục cho đứa con này. Đây là món tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại cho các cháu. Lúc chúng ta còn nhỏ nhỏ thôi, mình thường đọc thuộc một câu ca dao, nhưng mà có khi nhiều người chúng ta không sâu sắc nhìn nhận. Bây giờ càng ngày càng lớn mình mới nhìn thấy rõ ràng một câu ca dao này là lót nền móng cho cuộc đời của mình có được sự nghiệp trong cuộc đời này. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Không? Một bài ca dao thôi mà cũng có thể lưu danh cho hậu thế, xuyên suốt từng đời truyền nói. Lúc còn nhỏ đã lót được nền móng này, một câu ca dao này thôi cũng có thể tạo nên sự nghiệp của cuộc đời lớn lao. Nên trong nhà Phật nói câu đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Một lòng thờ mẹ kính cha, một tâm chứ không hai tâm. Thờ mẹ kính cha là chỉ có một cái tâm, là hết lòng hết dạ. Dù mình khổ cỡ nào mình cũng phụng dưỡng cha, phụng dưỡng mẹ. Nên nói là một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mình chân thật mình phụng dưỡng cha mẹ mình thì con mình sẽ phụng dưỡng mình nè. Cái việc này quý vị phải công nhận là xác thực như vậy đó, phải nhớ. Còn nếu như đối với cha mẹ mình không phụng dưỡng thì con mình sẽ không phụng dưỡng mình nè. Nói chỉ cái xa vời chỉ cho nó mệt. Nên làm cái việc xác thực nhất đi. Nên những đức chia sẻ Phật Pháp, những đức cũng nói nên xác thực đi. Bạn nói hay ho gì? Bạn giỏi gì? Cha mẹ không ở với bạn được, bạn khỏi cần đổ thừa hoàn cảnh gì chứ. Không có người làm cha làm mẹ nào muốn xa con, xa cháu. Nhưng do gì ở nhà mình bị cô đơn quạnh quẻ, mình cũng lo cho sự nghiệp của mình nên tuổi già bị bơ vơ. Từ nơi đó mà mới tìm những cái nơi khác để ở. Chứ bất cứ một con người ở trong cái cuộc đời này, ai làm ông bà cha mẹ mà không muốn khi tuổi già được gần gũi với con cháu quay quần bên mình. Cái này là cái pháp thế gian rất xác thực, ai cũng muốn như vậy. Không có ai muốn mà mình xa gia đình, xa con xa cháu cả. Nhưng vì họ không tìm ra được niềm vui từ gia đình, và họ thấy rằng cái tuổi già của họ là cái nặng gánh cho gia đình, nên người làm cha làm mẹ đã hy sinh gần hết cuộc đời, nên chấp nhận hy sinh thêm một chút nữa cũng không sao. Nếu như người làm cha làm mẹ mà hy sinh như vậy thì tới đời của chúng ta làm cha làm mẹ, mình cũng sẽ tiếp tục, mình sẽ chịu cái cảnh hy sinh như vậy. Không lẽ gia đạo của mỗi người và xã hội và đất nước
đều là như vậy. Như vậy thì làm sao có được hưng thịnh, làm sao có được một mái ấm gia đình? Thì phải nhớ, nên Phật pháp giáo dục là mỗi một con người chúng ta phải vô cùng xác thực. Ví dụ như bây giờ chùa mình lo cho nhiều người già là một bài học nhắc nhở lên rằng không phải cha mẹ người ta mà người ta còn lo lắng. Có nhiều người nói rằng sao thầy nuôi được người già hay như vậy, người già khó tính như vậy sao thầy nuôi được. Thì trong lòng những đức nghĩ rằng như vậy thì mai mốt không lẽ mình khó tính để cho mình chết. Con người thì có khi dễ tính, có khi cũng khó tính. Còn trẻ thì tính gì, nhưng sau này già tính khác, biết đâu bản thân mình cũng sẽ như vậy rồi sao. Không lẽ mai mốt mình khó tính, đem vứt mình vô trong rừng sâu để cho mình chết chẳng quý vị. Nhìn các cụ già, các cụ khó tính, mình nghĩ tương lai mình cũng khó tính. Bây giờ mình thương yêu các cụ bằng một cái tâm giúp đỡ thì thấy mình sẽ lo được cho các cụ thôi. Còn chỗ này các con các cháu mà chê trách ông bà cha mẹ khó tính mà không nuôi, vậy thì mai mốt mình tới tuổi già mình khó tính, vậy con cháu mình cũng khỏi nuôi. Mà con cháu mình khỏi nuôi thì tiếp nói tới con cháu của nó cũng không nuôi nó luôn, vậy thì từng đời là không có gia đình hạnh phúc, đều là con cháu không nuôi cha mẹ, vậy thì gia đạo này suy tàn rồi còn gì quý vị. Đạo đức bắt nguồn từ chữ hiếu, phá vỡ chữ hiếu vậy thì suy tàn. Suy nghĩ đi, đúng không? Nên những điều như đức chia sẻ đây là xác thực, khỏi nói vòng vo, nói gì cho nó cao xa quá, rửa chân rửa cẳng rửa gì mệt quá. Cái làm xác thực đây nè, mà chưa làm được nó chỉ cái chuyện cao xa, đúng không? Rửa chân trước mặt mọi người, về nhà cha mẹ rửa lại mình, phải không? Nên từ nơi đó khỏi làm những cái chuyện xa vời này, hãy xác thực cái bổn phận làm con phụng dưỡng cha mẹ, việc này là bình thường. Vì cha mẹ phụng dưỡng mình, nuôi dưỡng mình thì mình phụng dưỡng lại thôi à, không nói gì hết. Còn mình bây giờ cha mẹ mình không phụng dưỡng thì cuộc đời của bạn sẽ chịu quả báo. Bạn hắt hủi cha mẹ mình thì con mình sẽ hắt hủi mình à. Giọt nước trước nhiễu sau, giọt nước sau nhiễu vậy. Nên cái việc mà con cái phụng dưỡng cha mẹ, bạn khỏi cần kể công cái chuyện này. Vì cha mẹ sinh và dưỡng nuôi bạn thì bạn bây giờ phụng dưỡng lại cha mẹ, cái việc này bạn không có công cán gì hết á. Nhưng về cái đạo đức thì từ cái tâm của người làm con có hiếu thì nó sanh phước. Chứ riêng bản thân mình không dám kể công từ chỗ này. Quý vị tụng trong kinh Du Lan đi rồi quý vị biết có trả ơn được hay không thì mình sẽ hiểu. Không chi mình còn biện minh lý do, không có lý do gì hết, không có lý do gì thông cảm cho người làm con mà không phụng dưỡng cha mẹ hết. Người làm con mà không phụng dưỡng cha mẹ thì mình là đứa con bất hiếu thôi, thì mình sẽ chịu quả báo quý vị. Nên từ nơi đó tất cả các cháu từ khi còn nhỏ được cha mẹ thương yêu thì các con nghe lời cha mẹ, trong lòng của mình nguyện với chính mình rằng dù sao thì cuộc đời mình có nghèo cỡ nào đi chăng nữa cũng phụng dưỡng cha và mẹ, làm tròn bổn phận làm con hết lòng hết dạ dưới khả năng của mình có thể làm được. Các con phải nhớ. Nên từ khi còn nhỏ tập nói chuyện thật thà, không có nói lời giả dối, của rơ của người khác tuyệt đối không lụm, cái gì người ta chưa cho mình tuyệt đối không lấy. Từ khi còn nhỏ các con tập vậy đi, sau này các con lớn lên các con sẽ được nhiều người trọng dụng và nhiều người tin tưởng. Nhiều người trọng dụng và tin tưởng mình thì mình mới có cơ hội lập được sự nghiệp.
Nhớ, các con phải tập từ khi còn nhỏ, không được nói những lời giả dối. Người xưa nói câu một lần thắc tín, vạn lần thắc tin. Phải tập nói thật, và phải niệm niệm nghĩ cái lợi ích cho mọi người, không có nên chiếm hữu cái lợi ích của người khác. Nói rõ dễ hiểu là không có nên lấy của người khác để làm của mình. Không có ăn cắp tiền của ai, giấu đúng của người khác để làm của riêng mình. Không nên như vậy. Vì của mình mà bị ai lấy, mình cũng thấy xót xa. Vì thì đừng nên lấy của cải người khác để làm của cải của mình. Những gì mình không muốn thì đừng đem cho người, các con nhớ. Vì thì tức khắc các con sống sẽ có đạo đức. Chúng ta học tập mười mấy hai mươi phút, nhưng nó có những công đoạn để nhắc nhở chúng ta. Vì đây là đạo làm con, phụng dưỡng cha và mẹ là lẽ đương nhiên. Mong tất cả các cháu khi khôn lớn biết phụng dưỡng cha mẹ của mình hết lòng, hết dạ. Bổn phận làm dâu làm rể tròn trách nhiệm. Mình thương vợ mình thì mình thương cha mẹ vợ, vì nhờ cha mẹ vợ mới có vợ mình ngày hôm nay. Mình thương chồng mình thì mình hết lòng thương cha mẹ chồng, vì nhờ cha mẹ chồng mà mới có chồng thương yêu mình. Chỉ cần người làm cha làm mẹ có tâm như vậy thì sẽ dạy được con cháu trong gia đình được tốt đẹp. Hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.